Ơi, hôm qua chơi nguyên đêm đủ má giờ mới xả đồ buồn ngủ quá. Ai vậy? Từ từ tôi ra gõ làm gì gõ gì vậy? Đụng mẹ từ từ. Xếp cái quần xì chưa xong nó đụng má nó bỏ chứ. Mày kiếm ai đây? Mày đừng nói tao mày là ma nghe. Đầu da trắng nè. Nhìn kỹ ra coi gọn mắt thâm nè, cái máu luôn nè. Mày là ma nữ đúng không? Phải không? Biến liền cho tao đụ má má xả đồ mệt buồn ngủ đừng có quậy quậy nữa đá chết mẹ mày liền. Tao là người Việt Nam, còn mày là ma Thái. Đi nhát mình Thái Lan á, đụng mẹ mày. Má bực bội ghê thiệt trời. Ngủ có nguyên nữa. Tao nhớ là tao xả đồ kỹ lắm mà, đâu có dính miếng nào đâu. Tao chứ không phải anh Cường Tỏi đâu mà nhát tao. Đóng cửa đây cho tao nha. Nguyên ngày hôm qua chưa ngủ nghe gì hết. Mới vừa xếp cái quần xì xong rồi lại quậy phá rồi. Trời ơi nó khỏe. Rồi cái lồng què gì nữa trời, sao mà đụng mẹ phá tôi hoài vậy trời. Má ra tao ngắt cái lồng mình tiếng ngắt tao con mà liền. Xả đồ xong gặp thứ quỷ yêu gì đâu không. Rồi đâu mất tiêu rồi. Gì nữa rồi. Đứng lộn nè. Tao nói mày biết bao nhiêu lần rồi. Tao là người Việt Nam, còn mày là ma Thái. Mày đi kiếm bên Thái Lan mày nhát á. Đừng có nhát người Việt Nam cho tao. Xúc vô cái mù 4 cái bây giờ.